thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập các đối tượng liên quan tới nữ sinh DMA, học sinh lớp 9 bị cưỡng hiếp đến có thai. Theo như được biết, thì bạn nữ sinh này bị cưỡng hiếp rất nhiều lần trước đó rồi, thế nhưng không dám nói với ai vì sợ. Chỉ với một kịch bản, đến nhà rủ đi tham gia hoạt động của trường, xong sau đó đưa đến nhà một đứa nào đó với tất cả bọn con trai đứng ngoài các cổng để cho lớp trưởng muốn làm gì ai thì làm. Lần đầu thì kịch bản được diễn ra tại nhà của một bạn có tên là L cao, lần hai thì ở nhà của một bạn có tên là L thấp, và lần thứ ba thì tại nhà của S. Mọi diễn biến đều y xì như nhau, chỉ khác nhau ở địa điểm làm việc. Được biết thì gia cảnh của A khá éo le, bố mẹ mất sớm phải ở nhà với bà ngoại. Bà ngoại thấy cháu có biểu hiện của việc ốm nghén nên đã đưa đi khám và phát hiện ra thai đã ở 16 tuần tuổi. Bạn nam cưỡng hiếp A đã thừa nhận hành vi của mình, thế nhưng gia đình của bạn nam kia lại bỏ mặc, không muốn liên quan đến sự việc này. Chính vì thế mà bà ngoại của A đã phải nhờ đến các cơ quan chức năng giải quyết. Rất nhiều người cảm thấy thương xót cho A khi cuộc đời của em có quá nhiều sóng gió. Thế nhưng ngược lại thì rất nhiều người hoài nghi rằng liệu đây có phải là một cặp đôi yêu nhau hay là bạn A bị cưỡng hiếp thật. Nếu bị cưỡng hiếp thật thì tại sao A lại để cho bọn nó làm với mình như thế rất nhiều lần và làm với cùng một kịch bản mà không hề có phản kháng gì. Hy vọng là mọi việc sẽ được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ.